Sáng ngày 9 tháng 11, đội cảnh sát giao thông Bình Triệu thuộc phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp xe ba gác, xích lô chở hàng công kênh, chở tôn sắt thép trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua khu vực chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, phường Tam Bình. Theo đó, cảnh sát giao thông đã lập biên bản và xử lý một trường hợp vi phạm liên quan đến chở tôn sắt thép không được bao bọc cẩn thận. Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, tại nhiều tuyến đường ở quận 5, hình ảnh về xe ba gác, xe thô sơ chở hàng công kênh không được che chắn cẩn thận vẫn liên tục diễn ra. Nhiều người đi đường khiếp đảm, lo sợ và luôn tìm cách né tránh va chạm, rủi ro gây tai nạn giao thông. Trên tuyến đường 3 tháng 2, quận 10, một chiếc xe xích lô đang lưu thông trên đường chở theo một tấm ván dài công kênh được cố định bằng những thanh gỗ nhỏ. Những chiếc xe ba gác, xe xích lô chở hàng quá khổ, không được bao bọc cẩn thận, không chỉ gây cản trở, ùn tắc giao thông mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn đáng tiếc. Trước đó vào sáng ngày 7 tháng 11 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra vụ tai nạn liên quan đến máy chém di động ở đường 3 tháng 2 khiến một người tử vong. Dù lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã ra quân xử lý tình trạng xe ba gác, xích lô, xe cà tàng chở hàng công kênh nguy hiểm, tuy nhiên tình trạng này vẫn liên tục xuất hiện, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cao, khiến cho người dân tham gia giao thông cảm thấy bất an.